như thế này thì mình cũng không muốn đi chăm sóc đôi, tại vì đan sóc hay đan sóc cầu được cầu đẹp rồi thì mình lại phải đứng nhót đít đứng dậy là hơi buồn á. Thật nhẹ. Bye bye em gái, bye anh chị, cảm ơn anh chị em, cảm ơn anh mình. Cảm ơn thì bình an, cảm ơn mọi người. Dạ. Đang sóc cầu đang đẹp thế này, đang có hy vọng để cứu anh chị về bờ kiếm con bò cuối lai, tự nhiên bị đuổi về trước buồn trước ngủ. Hề tài ba đỏ ạ. Buồn thật chứ bộ. Để tay ba đỏ full. Cầu đang ổn thì phải đi về. Tiếc. Lè không anh chị yêu? Kiếm một con bò nào anh yêu ơi. Đi. Lè cách coi. Kiếm một chú bò đi về. Có một chú bò không anh chị ơi? Lẻ tài ba đỏ húp phun. Kiếm một chú bò cuối lai đi về. Đâu phải đi bộ. Phun nữa. Hết giờ rồi. Lẻ tài ba đỏ em bảo mà mỗi lần em sóc cầu bắt đầu đẹp thì em phải đứng đít đi. Mỗi lần em sóc cầu đẹp thì em phải đứng đít đi về. Buồn ghê. Đang ổn, đang đẹp thì phải đi về. Có anh chị nào khúc cuối gỡ lại được ít nào không mọi người? Chia tay em một cái gì không? Cả nhà yêu, anh chị yêu. Hết giờ rồi. Cả nhà ơi. Chết em rồi, lẻ xỉu ba trắng. Ây, ẻ câu rồi. Em cảm ơn Lucky 68 ạ. Cảm ơn anh. Dạ ok, kiếm nốt một tay cuối rồi mình đi về. Mình kiếm một món quà cuối live rồi mình đi về. Em cảm ơn anh Hoàng. Yo. Rồi mình đi về. Yeah, có quà đi về rồi. Anh ơi, lẻ xỉu ba trắng. Hô. Ai kiếm cho em con xe cuối live không? Yeah. Cảm ơn chị Loan. Cảm ơn anh chép. Cố lên anh ơi, ở lại may mắn nha, mai gặp lại. Mai gặp lại anh nha, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn các anh. Cố lên ạ, mọi người ơi cố lên. Bye bye em nhiều. Mai gặp lại. Mai sóc cầu đẹp hơn chứ không. Sóc cầu đẹp 30 phút chứ không phải đẹp nửa cuối live 10 phút thế này nữa. Ok, lẻ tai vai đỏ anh yêu. Có quà. Hôm anh chị, cảm ơn anh Tám ạ. Tám ạ. Hứa. Cảm ơn chị Lan. Chào tay cuối cùng. Tay cuối cùng mọi người ơi. Nốt. Nốt một tay cuối. Hứa rồi. Nốt. Chia tay. Chia tay thật. Cố lên, đẹp nốt tay cuối mở bát rồi đứng dậy nhấc đít đi về. Phun, anh chị yêu, chị lặn chị... Không có từ ạ, chị ơi hút lẻ đúng không? Chị hút lẻ đúng không? Chị chỉ lót từ thôi đúng không? Đã hút lẻ tay cuối anh chị ơi, mọi người ơi. Ai chia tay em nữa không, một con bò không? Em cảm ơn anh vô bài, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chép, em ơn anh chị. Ở lại bên mặt đây mọi người. Cảm ơn chị Lan. Hello, xin chào mọi người. Hello anh Hùng nè. Chào 381, chào cả nhà. Chúc mọi người ngày hôm nay hấp dẫn nha, ca cuối của em rồi. Hy vọng là hôm nay là sẽ cho mấy anh rồi kiếm được nhiều lãi hơn nhé. Chào 831, chào Minky. Cô ca không biết có qua đi chơi với em ta. Lễ ba đỏ, hấp. Anh nào ơi, tay đầu húp nè, trời ơi, xinh. Á, cô ca, ai cứu em cô một con bò đầu tiên trong live được không? Cảm ơn tất cả bạn, thank you anh yêu. Chào anh Duy, chào
kẻ đơn độc, không gãi là húp đúng không? Vừa qua cái vỏ, trời ơi, kiếm ạ, tại biết sao highlight em mới gì ta, highlight cháy bởi vậy sầu lắm. Lẽ tiếp ạ, lẽ ba trắng, cây sao nhanh hùng, cây sao em kiếm, em ra em kiếm cây tứ cho anh. Chúc mừng cả nhà ạ, chúc mừng anh Bắp, cây sao nha chị Hương. Hello Lam, khoai tây. Trời ơi, mới vô mà anh Hùng cây sau uy tín cho anh luôn. Chào Hu Ha, bẻ đùi cho em. Bẻ chưa giờ? Đang kịch khung như thế này, kiếm thử một cây chẵn đánh nhẹ thử xem sao anh. Kêu chẵn tứ xem nhá. Ây da, vẫn lễ dài rồi. Lễ ba trắng xỉu tiếp ạ. Cô khá à, hối chế mong. Chua bẻ anh rồi. Thôi thì ghi dọc kia sau mấy anh húp lại nha. Cảm ơn xuân sang. Chán lụm tiền. Ok anh. Thì thôi, đã không bẻ được rồi thì để xem. Chán Hòa, chào Kha, chào Miki. Chưa bẻ con chơi. Thế thôi đánh lễ tiếp à. Cây này có chẵn tứ, kiếm cây tứ nhanh Bắp. Hy vọng là cây này có tứ lên được con bò chứ. Con bò đầu tiên trong live rồi. Vẫn lễ mê nồi, lễ tới nái rồi. Lễ ba trắng, xỉu lễ ạ. Cây sau mà đó bởi vậy. Kêu để em ráng bẻ nhưng mà bẻ không thành công rồi. Thêm là đổi nhanh Hùng nhá. Chào Ngọc, chào anh cụ tổ ạ. Có thể bẻ tay này nhẹ nha mấy anh, biết đâu kiếm được cây tứ nè. Hello anh Tác, tứ nha, tứ lên tứ cho em. Không có tứ rồi nhưng mà húp được cây chẵn mấy anh rồi. Sắp đôi giống hôm trước à. Ủa da, chán phạo húp à. Đó, cây này kêu là khả năng bẻ, ai ngồi bẻ thử coca đỉnh. U là trời, căng nha, kiếm được con bò khó quá. Chán húp à, hy vọng tay này kiếm cho mấy anh. Nghi mà công nhận nó vô thiệt. Rồi, cố lên nha anh Thanh Tùng. Chào chị Hạnh ạ. Kiếm cây chẵn nhở. Tứ của tôi đâu rồi? Rồi mấy anh ơi, lễ ba đỏ. À, anh hơn nào húp tay này không ạ? Thôi xong rồi. Rồi, chúc mừng cả nhà nhá. Chào anh Cáo, thêm một lần nha. Chờ xe xe nè. Chả tứ lần một. Lễ mạnh quá. Cầu này thiên lễ nhiều. Hay húp cây sắp đôi nè mọi người, cứu bé một con bò đầu tiên trong live được không? Cây sau nhá, húp chẵn chưa hỏng có tứ, vẫn chưa thấy cái mùi tứ đâu hết trơn luôn. Chắc là phải lên nó tài lễ ba đỏ thêm lần nữa mới lên nữa quá à. Hôm nay